Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt gió dàn lạnh trong xe của xe Toyota Vios 2008 đến 2012, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Denso Japan tại Nhật Bản. Với cái sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Denso nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Về phần quạt là sẽ được thiết kế phần cánh và phần ốp đuôi sẽ là phần nhựa ABS cao cấp chuyên để sản xuất linh phụ kiện phụ tùng ô tô cao cấp của hãng Denso trực thuộc tập đoàn Toyota. Đây chính là cái người ta đã dập rõ lại Denso Japan này, và đây là 12V 2D1281, đấy là cái mã để quản lý sản phẩm. Đây chúng ta có thể nhìn thấy sơ qua thì đây chính là ba điểm bắt ốc và chỗ hộp quạt gió dàn lạnh này. Hai điểm này chính là cái điểm rắc để chúng anh em cắm để cắm điện vào, khi mà chúng ta bật AC thì quạt gió sẽ hoạt động theo ý của chúng ta. Phần cánh có thiết kế khá là đặc biệt, đó là dạng cánh chéo giúp sản sinh lượng gió lớn khi chúng ta bật điều hòa, và mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng trong một chiếc hộp như thế này, chiếc hộp để tiện cho quá trình quay. Thì em xin phép mọi người là em đã bỏ ra phía trước. Đây là cái mã sản phẩm của nó anh em nhé, 116360-1080. Đây là cái người ta sẽ chú thích cho mình là lên để phía trên của nên để hướng lên trên để tránh va đập và nó không bị ảnh hưởng gì tới cái quạt. Về phần motor phía trong là nó sẽ được sử dụng thiết kế là các cái vòng bi đấy, các vòng bi bên trong và các cái lõi đồng được kiểm nghiệm rất là kỹ càng bởi các kỹ sư của nhà máy Toyota Denso. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là quạt gió dàn lạnh trong xe của Toyota Vios 2008 đến 2012. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.